học tới rồi, On Edu thôi. Xin chào đón quý vị và các bạn cùng các em học sinh đến với On Edu, trường học 4.0 do VTV Cup sản xuất. Được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV Cup 7 và VTV Cup 22, trên các ứng dụng On, Oni, trên kênh YouTube On Edu và các website fanpage của VTV Cup. Hãy đến với những giờ học online tương tác đầy thú vị và hết sức bổ ích cùng với On Edu, trường học 4.0 ngay thôi nào. Chương trình On Edu, trường học 4.0, chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV Cup 7 và VTV Cup 22. Mình xin tự giới thiệu, mình là Huyền Trang, người sẽ cùng đồng hành và là trợ giảng cho cô giáo dạy toán của chúng ta ngày hôm nay, cô Phạm Thị Ngọc Bích. Chào cô. Cô chào các con, cô là Phạm Thị Ngọc Bích, giáo viên trường tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các con trong tiết học toán lớp 5. Cô chúc các con có một tiết học vui và bổ ích. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về chủ đề gì hả cô? Bài học của chúng ta hôm nay có tên là ôn tập giải toán về tỷ số phần trăm. Theo cô thì đây là phần có quan trọng với các bạn khi mà các bạn đang ôn tập ở nhà không ạ? Đây là một dạng toán rất là quan trọng trong chương trình toán lớp 5 đấy. Vâng, và các bạn nhớ nha, chúng ta hãy sẵn sàng lấy giấy bút ra, ghi chép lại bài giảng của cô. Và trong quá trình học chúng ta có những thắc mắc hay những câu hỏi nào thì hãy comment hoặc inbox trực tiếp trên fanpage của VTV Cup cũng như fanpage của On Edu nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu học thôi ạ. Các con cùng bắt đầu bài học với cô nào. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các con ôn tập khái niệm tỷ số phần trăm, ôn tập giải toán về tỷ số phần trăm và ứng dụng giải các bài toán gần gũi với các con trong cuộc sống. Các con cần chuẩn bị bút, giấy nháp khi theo dõi bài học và chú ý đừng ngồi gần màn hình TV. Chúng ta sẽ bắt đầu phần thứ nhất. Ôn tập khái niệm phân số. Cô giáo xin lỗi. Ôn tập khái niệm tỷ số phần trăm. Tỷ số phần trăm là cách viết khác của phân số, có mẫu số là 100. Cô ví dụ 25/100 bằng 25%. Ở nội dung này, cô có ví dụ, có bài tập sau đây. Viết thành tỷ số phần trăm theo mẫu. Các con cùng quan sát mẫu. 27 bằng 2700%. Tại sao chúng ta viết được như vậy? Ta lấy 27 nhân với 100 rồi viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được. Chúng ta được kết quả 2700%. Các con hãy cùng thực hiện yêu cầu của bài tập. Các con đã có kết quả chưa? Chúng ta cùng đối chiếu với cái đáp án của cô nhé. A 7 bằng 700%. B 12,4 bằng 1240%. C 3/4 bằng 75%. D 1 và 1/1000 bằng 100,1%. Các con chú ý vào ý D. Tại sao ta viết được 1 và 1/1000 bằng 100,1%? Cô hướng dẫn thêm. Chúng ta chuyển hỗn số thành số thập phân. 1 và 1/1000 chuyển thành 1,001. Ta nhân nhẩm 1,001 với 100, tức là ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải hai chữ số. Ta được 100,1 và viết ký hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được. Chúng ta được kết quả như cô vừa nêu, 100,1%. Như vậy, qua bài tập này,
các con vừa ôn tập cách viết các số thành tỷ số phần trăm. Bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang phần thứ hai. Ôn tập giải toán về tỷ số phần trăm. Trước khi đến với các bài toán về tỷ số phần trăm, cô cùng các con ôn tập lại cách viết và thực hiện phép tính với tỷ số phần trăm. Cô có những phép tính sau đây. A. 3,2% cộng 6,7%. B. 30% trừ 18,2%. C. 12,8% nhân 5. D. 207% chia 9. Đây là một dạng toán rất quen thuộc. Các con hãy cùng thực hiện. Các con cùng hướng lên màn hình và thực hiện cùng cô nào. 3,2% cộng 6,7% bằng 9,9%. B. 30% trừ 18,2% bằng 11,8%. C. 12,8% nhân 5 bằng 64%. D. 207% chia 9 bằng 23%. Khi giải dạng toán này, các con chú ý viết đầy đủ ký hiệu phần trăm khi viết kết quả. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung tiếp theo của phần 2. Tìm tỷ số phần trăm của hai số. Tìm tỷ số phần trăm của hai số, các con lưu ý cùng cô và nhắc lại cách tính. Muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số, ta làm như sau. Tìm thương của hai số đó. Nhân thương đó với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được. Trong cách tính này, các con chú ý tìm thương của hai số là thực hiện phép chia số thứ nhất cho số thứ hai. Bước thứ hai, nhân thương đó với 100, chúng ta thường nhân nhẩm. Và các con nhớ bước thứ ba, viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được. Các con hãy vận dụng quy tắc này, cách tính này để chúng ta thực hiện bài tập 1. 1. Tính tỷ số phần trăm của hai số A 3 và 4, B 7 và 14, C 4 và 12. Các con cùng quan sát lên màn hình, cô hướng dẫn các con thực hiện ý A. Tính tỷ số phần trăm của 3 và 4. Ta tìm thương của 3 và 4, lấy 3 chia 4 bằng 0,75. Nhân nhẩm 0,75 với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được. Các con được kết quả 75%. Rất dễ phải không nào? Các con hãy thực hiện hai ý còn lại. Em thấy ở trên fanpage của VTVK cũng như là trên fanpage của OnEdu thì có bạn Linh ạ, bạn có hỏi cô là thưa cô, khi nào chọn cách viết tỷ số phần trăm dưới dạng phân số và cô có thể lấy thêm ví dụ cho các bạn được không ạ? Cô có thể viết trực tiếp trên bảng để cho các bạn nhìn rõ hơn ạ. Được rồi ạ. Bạn Linh có một câu hỏi rất là hay. Vâng. Khi nào chúng ta viết tỷ số phần trăm dưới dạng phân số? Vừa rồi chúng ta có một... cô lấy ví dụ về tỷ số phần trăm dưới dạng phân số như sau. Trong trường hợp nào chúng ta viết như thế này? Các con chú ý, ở những trường hợp mà phép chia tử số và mẫu số được một cái số dư mà đây là một phép chia không chia hết. Khi chúng ta chia tử số cho mẫu số, ta được 1 chia 3.
thì chúng ta có kết quả là 0,333. Và cái phần thập phân này nó cứ kéo dài mãi. Thông thường thì chúng ta sẽ làm tròn, ta lấy đến 4 chữ số của phần thập phân. Nhưng chúng ta muốn có một kết quả để thực hiện những phép tính tiếp theo thì người ta sẽ để dưới dạng phân số 1/3. Rồi nhân nhẩm 1/3 với 100 ở đây thì chúng ta sẽ được một cái kết quả theo tỷ số phần trăm, đó là 100/3%. Và ở đây cô sẽ nói rõ hơn với các con ở trong nội dung của bài tập 1 sắp tới. Vâng ạ, nếu mà với các phân số mà có 2 chữ số hay là 3 chữ số thì mình cũng làm tương tự như thế đúng không ạ? Đúng như vậy. Vâng, thế thì cô có thể lấy cho các bạn thêm một số ví dụ về 2 chữ số ở trong phân số và 3 chữ số không ạ? Ví dụ như 12/18. Đây là một phân số. Khi chúng ta đổi ra số thập phân thì chúng ta sẽ lấy 12 chia cho 18 và chúng ta cũng sẽ được một cái thương là 0,6666, và nó cứ như thế kéo dài mãi các chữ số 6 ở phần thập phân. Và lúc này chúng ta cũng chỉ lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân của thương, sau đó chúng ta sẽ chuyển về tỷ số phần trăm. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Em thấy thì có thêm bạn Loan ạ, bạn có hỏi cô là thưa cô có phép nhân hay chia 2 số phần trăm không ạ? Và nếu có thì chúng ta sẽ thực hiện tính như thế nào ạ? Một câu hỏi cũng rất là hay. Cô sẽ tường minh cái câu hỏi của bạn Loan. Cô lấy ví dụ ý của bạn muốn hỏi là có những cái phép nhân mà ví dụ như là 30% chia cho nhau. Chia cho nhau. Đó, nhân với chia cho 40% chẳng hạn. Các con đợi cô một chút. 30% chia cho 40%. Các con ạ, những cái phép tính như thế này bình thường trong những cái bài toán mà thực hiện phép tính thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp. Nhưng mà trong những bài toán cụ thể thì chúng ta sẽ gặp những cái kiểu phép tính như thế này. Và chúng ta sẽ thực hiện như thế nào ạ? Chúng ta sẽ đổi những số phần trăm này thành phân số theo cái khái niệm mà các con vừa nói, ở cô vừa bị ôn tập với các con ở phần 1. Đó là phân số là cách viết khác của tỷ số phần trăm, là cách viết khác của phân số có mẫu số là 100. Ta sẽ chuyển thành phân số 30/100 và chia cho 40/100. Và chúng ta sẽ thực hiện phép chia hai phân số. Vâng ạ, em cảm ơn cô. Không biết là các bạn đã hiểu rõ về phần này chưa? Và các bạn nhớ là chúng ta có những thắc mắc hay những câu hỏi nào thì hãy comment hoặc inbox trực tiếp trên fanpage của VTVK cũng như fanpage của OnEdu nhé. Còn bây giờ thì em sẽ mời cô, chúng ta sẽ tiếp tục bài học thôi ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến phần gì hả cô? Chúng ta sẽ thực hành bài toán tìm tỷ số phần trăm của hai số. Và chúng ta đang ở bài toán thứ nhất, tính tỷ số phần trăm của hai số. Cô đang hướng dẫn chúng ta ý A, 3 và 4. Ta tìm thương của 3 và 4. Cô nhắc lại, bằng 0,75. Nhân nhẩm thương 0,75 với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được, chúng ta được kết quả 75%. Và vừa rồi cô đã giao cho chúng ta thực hiện hai ý còn lại. Chắc bây giờ các con đã có kết quả rồi đúng không? Chúng ta cùng hướng lên màn hình để đối chiếu với kết quả của cô nhé. Tỷ số phần trăm của 4, của 7 và 14. Ta lấy 7 chia 14 bằng 0,5 bằng 50%. Ở ý C, 4 chia 12 bằng 0,3333. Và chúng ta thấy còn rất nhiều chữ số 3 ở phần thập phân. Nhưng trong trường hợp này, như cô cũng vừa giảng ở cái câu mà có một bạn vừa hỏi đấy ạ, là chúng ta sẽ chỉ lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân của thương,
ta được thương 0,3333 nhân nhẩm thương này với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được, chúng ta được kết quả là 33,33%. Và trong trường hợp này các con thấy sau khi viết thành tỷ số phần trăm thì phần thập phân có hai chữ số. Em thấy là có bạn Huỳnh Giang ở trên fanpage của Onedu cũng trả lời câu C là 33,33% rồi đấy ạ. Rồi, rất là tốt. Và trong trường hợp này các con chú ý chúng ta còn một cách làm khác. Chúng ta lấy 4 chia 12 bằng 1/3. Ở đây ta để thương dưới dạng phân số bởi vì chúng ta thấy 4 không chia hết cho 12. Nhân 1/3 với 100, chúng ta được kết quả là 100/3 và viết thêm ký hiệu phần trăm, chúng ta có kết quả 100/3%. Và khi chúng ta đổi ra hỗn số, chúng ta được kết quả 33 và 1/3%. Các con chú ý, khi tính tỷ số phần trăm của hai số, chúng ta cần xác định số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất là số đứng trước, số thứ hai là số đứng sau. Và để tìm thương của số thứ nhất và số thứ hai, chúng ta thực hiện phép chia số thứ nhất chia cho số thứ hai. Các con hãy cùng luyện tập thêm về cách tìm tỷ số phần trăm của hai số trong bài toán có lời văn. Em thấy ở đây cô có hỗn số phần trăm đúng không ạ? Vậy thì khi nào chúng ta dùng phân số phần trăm và khi nào chúng ta dùng hỗn số phần trăm như thế ạ? Cô vừa giải thích với một bạn trong câu hỏi lần trước rồi. Vâng. Là khi chúng ta sử dụng hỗn số và phân số phần trăm, ở dưới dạng phân số thì chúng ta thường là chúng ta dùng cái kết quả này để chúng ta tính những cái phép tính khác, bởi vì đây là một kết quả chưa làm tròn. Còn ở bên trên 33,33% là một kết quả đã làm tròn. Nhưng khi chúng ta thực hiện những phép tính khác thì chúng ta sử dụng kết quả 100/3% để tính những cái phép tính tiếp theo của bài toán. Và khi chúng ta muốn có một cái kết quả mà dưới dạng phân số mà để nó dễ hình dung hơn về cái độ lớn của nó thì chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả là hỗn số như 33 và 1/3%. Dạ vậy, cảm ơn cô ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập 2 nhé. Bài 2, bác Nam mang 20 triệu đồng đi gửi ngân hàng. Sau một tháng, bác được lãi 180.000 đồng. Hỏi bác Nam được lãi bao nhiêu phần trăm? Trong bài toán hỏi các con lãi bao nhiêu phần trăm có nghĩa là các con cần phải tính tỷ số phần trăm của tiền lãi và tiền gửi. Bài toán đã cho các con biết tiền lãi là 180.000 đồng và tiền gửi là 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ tính tỷ số phần trăm của tiền lãi so với tiền gửi. Các con hãy viết và nhẩm nhanh kết quả nào. Với câu này thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Và hướng giải quyết ra sao thì cô có thể giúp các bạn được không ạ? Với câu này, chúng ta đọc lại câu hỏi này. Bác được lãi bao nhiêu phần trăm? Có nghĩa là tiền lãi so với tiền gì nào? Tiền lãi sẽ so với tiền gửi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia tiền lãi cho tiền gửi. Và tiền lãi ở đây là 180.000 đồng. Tiền gửi là 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ thực hiện phép chia 180.000 cho 20 triệu và tìm được thương xong chúng ta nhân thương đó với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải, chúng ta sẽ được đáp số của bài toán. Để các con hiểu rõ hơn, các con hãy hướng lên màn hình để theo dõi bài giải chi tiết của cô. Tỷ số phần trăm tiền lãi so với tiền gửi sau 1 tháng là 180.000 chia 20 triệu bằng 0,009 bằng 9%. 0,9%, đáp số 0,9%. Như vậy, các con đã vừa vận dụng tìm hai số, tìm tỷ số phần trăm của hai số để tính lãi suất tiền gửi trong ngân hàng. Và em thấy bạn Hải và bạn Nguyễn Huy cũng comment đáp án là 0,9% đấy ạ. Đây là một đáp án rất là chính xác. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã chúc mừng có tất đáp án cả các đúng. Bạn, bởi vì là cô thấy những bạn đã tìm ra được đáp số 0,9%, các bạn rất là giỏi. Vì ở đây chúng ta sẽ thực hiện một cái phép chia 180.000 cho 20 triệu. Đây là một phép chia mà cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Dạ vâng. Đúng rồi. Chúng ta thấy là chúng ta vừa vận dụng bài toán
tính tỷ số phần trăm của hai số để tính lãi suất trong ngân hàng và bài toán này sẽ còn có những cái ứng dụng gì trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu tiếp sang bài tập số 3. Để pha được 10 lít dung dịch sát khuẩn gồm cồn nguyên chất và nước cất, người ta cần dùng 7 lít cồn nguyên chất. Tính tỷ số phần trăm của cồn nguyên chất trong dung dịch sát khuẩn đó. Để giúp các con tìm hiểu đề bài rõ hơn, cô mời các con cùng hướng lên màn hình. Chúng ta quan sát hình vẽ sau đây. Đây là chiếc can chứa 10 lít dung dịch sát khuẩn. Hai thành phần cồn nguyên chất và nước trong can đã hòa lẫn vào nhau. Tuy nhiên, cô giả sử tách hai thành phần này ra như sau. 7 lít cồn nguyên chất ứng với phần màu xanh, còn phần màu vàng là nước cất. Vậy yêu cầu của bài toán chính là chúng ta tính tỷ số phần trăm của 7 lít cồn nguyên chất so với 10 lít dung dịch. Như vậy, chúng ta chỉ cần tìm tỷ số phần trăm của hai số 7 và 10. Không khó phải không nào? Các con hãy suy nghĩ và nhẩm nhanh đáp số của bài toán. Em thấy có bạn Hải ạ, con bình là 70% ạ, thì không biết là đáp án này có đúng chính xác hay là không ạ? Chúng ta sẽ chờ một vài giây nữa cho các bạn khác cùng nhẩm ra được kết quả luôn nhé. Các bạn hãy nhanh tay comment đáp án đúng của mình trên fanpage của VTVK cũng như là fanpage của OnEdu nhé. Rồi, ở đây là một phép tính cũng không khó nên cô sẽ đưa bài giải luôn. Các con hãy quan sát xem mình có làm đúng không. Tỷ số phần trăm của cồn nguyên chất trong dung dịch sát khuẩn là 7 chia 10 bằng 0,7 bằng 70%, đáp số 70%. Như vậy, các con có ra được đáp số 70% giống của cô không? Cô tin chắc là có rất nhiều bạn đã ra được đáp số là 70%. Cô chúc mừng tất cả các bạn. Còn những bạn chưa ra được kết quả đúng, các con hãy sửa lại cho đúng và kiểm tra xem mình bị nhầm ở chỗ nào nhé. Các con ạ, dung dịch có chứa 70% cồn nguyên chất như dung dịch trong bài toán này, được gọi là cồn 70 độ đấy. Cồn 70 độ là dung dịch dùng để sát khuẩn các bề mặt. Trong giai đoạn chống dịch COVID, hiện nay các con chú ý điều này để giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn cho bản thân cùng những người xung quanh. Cô trò mình sẽ cùng chuyển sang bài tập số 4. Trong đợt kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1, người ta thống kê điểm môn toán của lớp 5D và đạt được kết quả như sau. Điểm 9-10, 15 bài. Điểm 7-8, 6 bài. Điểm 5-6, 6 bài. Điểm dưới 5, 3 bài. Hãy tính tỷ số phần trăm của từng loại bài so với tổng số bài của cả lớp. Tất cả học sinh đều tham gia kiểm tra. Các con hãy nhìn lên đề bài. Theo các con, để tính được tỷ số phần trăm của từng loại bài so với tổng số bài, các con cần phải biết những yếu tố nào? Chúng ta phải biết số lượng của từng loại bài. Và chúng ta còn phải biết tổng số bài nữa. Các con cùng nhìn lên màn hình. Bài toán đã cho chúng ta biết số lượng của từng loại bài. Nhưng bài toán chưa cho các con biết tổng số bài. Vậy, trước khi tính tỷ số phần trăm của từng loại bài so với tổng số bài, thì các con cần phải tính tổng số bài kiểm tra của lớp 5D. Các con hãy nhìn lên số lượng của từng loại bài để tính tổng số bài nào. Chúng ta có 4 loại bài tất cả đúng không ạ? Đúng vậy rồi. Thì tính tổng số bài thì sẽ cộng 4 cái loại bài này với nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Và chúng ta sẽ được kết quả bao nhiêu? Các con hãy cùng theo dõi bài giải chi tiết của cô. Tổng số bài kiểm tra của lớp 5D là 15 cộng 6 cộng 6 cộng 3 bằng 30 bài. Tỷ số phần trăm số bài điểm 9-10 so với tổng số bài của cả lớp là 15 chia 30 bằng 0,5 bằng 50%. Tỷ số phần trăm số bài điểm 7-8 so với tổng số bài của cả lớp là 6 chia 30 bằng 0,2 bằng 20%. Tỷ số phần trăm số bài điểm 5-6 so với tổng số bài của cả lớp là 6 chia 30 bằng 0,2 bằng 20%. Tỷ số phần trăm số bài điểm dưới 5 so với tổng số bài của cả lớp là 6 chia 30
bằng 0,1 bằng 10%. Đáp số: số bài điểm 9-10 50%, số bài điểm 5-6 20%, số bài điểm 7-8 20%, số bài điểm dưới 5 10%. Cũng một câu này thì em thấy bạn Hải comment rất là nhanh, đáp án y hệt như này đấy ạ. Thì em thấy bạn Hải là người nắm rất là chắc kiến thức về phần này rồi. Và bạn Hải rất là giỏi, bởi vì bài toán này chúng ta thấy là có rất nhiều phép tính. Đúng rồi ạ. Các con ạ, sau mỗi lần các con kiểm tra thì các thầy cô cũng đều tính tỷ số phần trăm của từng loại bài để thống kê kết quả học tập mà các con đã đạt được. Và kết quả học tập này có thể được thể hiện trên biểu đồ hình quạt sau đây. Nhìn vào biểu đồ này, các con sẽ thấy được và có thể so sánh được tỷ số phần trăm của các loại bài với nhau. Và dựa vào đây, chúng ta cũng có thể đánh giá được chất lượng học tập của các bạn học sinh lớp 5D. Tương tự như thế, bài kiểm tra cuối năm học của lớp 5D, kết quả cũng sẽ được thể hiện trên một biểu đồ hình quạt khác. Cô lấy ví dụ là biểu đồ sau đây. So sánh hai biểu đồ này, các con có phát hiện điểm gì khác biệt không? Các con hãy nhìn vào phần màu vàng. Phần màu vàng biểu diễn số điểm 9-10 đã tăng lên từ 50% thành 55%. Và phần màu đỏ thể hiện số điểm dưới 5 đã thu nhỏ lại từ 10% thành 5%. Như vậy, khi so sánh hai biểu đồ, các con thấy ngay được sự tiến bộ của các bạn học sinh lớp 5D. Và đây cũng là điều mà các thầy cô rất mong muốn ở các con. Qua những bài toán vừa rồi, các con thấy tìm tỷ số phần trăm của hai số có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống, phải không nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tình huống nữa ở bài tập tiếp theo. Em thấy có bạn Giang ở trên fanpage của OnEdu thì bạn có hỏi cô là thưa cô có thể lấy cho em thêm ví dụ nào khác về biểu đồ hình quạt được không ạ? Cô cũng có một chuẩn bị cho các bạn một cái ví dụ khác về biểu đồ hình quạt. Các bạn hãy cùng chú ý nào. Các bạn cùng quan sát lên trên màn hình. Trên màn hình của cô. Trên màn hình của cô là một biểu đồ hình quạt khác biểu diễn tổng số ca mắc đến 6 giờ ngày 8 tháng 4. Đó là 251 người. Đây là số lượng bệnh nhân bị mắc cái bệnh mà chúng ta đang rất là quan tâm, đó là COVID-19. Và chúng ta thấy là tính đến ngày 8 tháng 4 thì tổng số người nhiễm đó là 251 người. Và người ta đã thống kê trong 251 người những thành phần sau đây: số bệnh nhân bình phục, số bệnh nhân âm tính lần 2, số bệnh nhân âm tính lần 1 và số bệnh nhân dương tính, có nghĩa là vẫn còn đang điều trị, đang mắc bệnh, và số người tử vong. Và chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy số lượng của từng mục. Số bệnh nhân bình phục là 122, chiếm 49%. Đây là một con số rất là đáng mừng. Số bệnh nhân âm tính lần 1, âm tính lần 2, đây cũng là những số bệnh nhân mà gần như là đã khỏi bệnh rồi, nhưng mà vẫn còn theo dõi thêm. Số người dương tính, chúng ta nhìn vào phần màu cam, thì cũng không phải là một con số đáng lo ngại. Và đặc biệt hơn, đó một kết quả rất là tự hào, đó là ở Việt Nam chúng ta thì số người tử vong vẫn là 0%, bằng 0. Đây là một cái cố gắng rất là lớn của đội ngũ y bác sĩ và cũng như là nền y học của Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp bài học. Chúng ta sẽ đến với cả một bài tập tiếp theo đúng không ạ? Đúng rồi. Bạn Trang giúp cô nào để phóng to cái màn hình này lên. Các con hãy cùng cô đọc to yêu cầu của bài toán. Tí mang 40.000 đồng định mua 4 quyển vở, nhưng khi đến quầy thanh toán, cô Thu Ngân nói rằng vì đang có đợt giảm giá nên 40.000 đồng chỉ mua được 5 quyển vở như vậy. Tí rất vui mừng nhưng vẫn còn băn khoăn
Không biết giá tiền của mỗi quyển vở đã giảm đi bao nhiêu phần trăm? Con hãy giúp tí trả lời câu hỏi này nhé. Để giúp tí trả lời được câu hỏi mỗi quyển vở đã giảm đi bao nhiêu phần trăm về giá tiền, các con cần phải biết những yếu tố nào? Cô gợi ý, các con sẽ phải biết số tiền giảm đi và giá bán ban đầu của mỗi quyển vở. Để giúp các con tính được hai yếu tố này, cô lại có một gợi ý sau đây. Các con quan sát lên màn hình. Trước đây, trước khi giảm giá, 40.000 đồng mua được 4 quyển vở. Nhưng sau khi giảm giá, 40.000 đồng đã mua được 5 quyển vở. Như vậy, từ gợi ý này, các con có thể tính được số tiền của mỗi quyển vở, giá tiền của mỗi quyển vở trước và sau khi giảm giá. Và từ gợi ý này, chúng ta có thể trình bày bài giải qua 3 bước sau đây. Bước thứ nhất, tính giá tiền của mỗi quyển vở trước và sau khi giảm giá. Bước thứ hai, tìm số tiền đã giảm đi của mỗi quyển vở. Bước ba, tìm tỷ số phần trăm của số tiền giảm đi so với giá tiền ban đầu của mỗi quyển vở. Dựa vào 3 bước này, các con cùng cô theo dõi bài giải chi tiết. Giá tiền của mỗi quyển vở ban đầu là 40.000 chia 4 bằng 10.000 đồng. Giá tiền của mỗi quyển vở sau khi giảm giá là 40.000 chia 5 bằng 8.000 đồng. Giá tiền của mỗi quyển vở đã giảm, số tiền là 10.000 trừ 8.000 bằng 2.000 đồng. Giá của mỗi quyển vở đã giảm số phần trăm so với giá ban đầu là 2.000 chia 10.000 bằng 0,2 bằng 20%, đáp số 20%. Ở bài toán này, các con cũng có thể giải theo một cách khác như sau. Bước 1, các con vẫn tìm giá tiền của mỗi quyển vở trước và sau khi giảm giá. Bước 2, chúng ta tìm tỷ số phần trăm của giá tiền mỗi quyển vở sau khi giảm so với giá tiền ban đầu của mỗi quyển vở. Bước 3, coi giá tiền mỗi quyển vở ban đầu là 100%, từ đó tìm được tỷ số phần trăm ứng với số tiền giảm đi. Các con hãy cùng theo dõi lên màn hình để chúng ta sẽ theo dõi bài giải chi tiết theo 3 bước này như sau. Bước 1, chúng ta vẫn tính được giá tiền của mỗi quyển vở trước và sau khi giảm giá là 10.000 đồng và 8.000 đồng. Và đến bước 2, ta sẽ so sánh tỷ số phần trăm của giá tiền sau khi giảm so với giá tiền ban đầu, tức là so sánh 8.000 với 10.000. Ta có bước giải thứ 3, tỷ số phần trăm của giá tiền mỗi quyển vở ban đầu sau khi giảm so với giá tiền của mỗi quyển vở ban đầu là 8.000 chia 10.000 bằng 0,8 bằng 80%. Như vậy các con thấy giá tiền ban đầu của mỗi quyển vở là 100%, còn sau khi giảm giá, giá tiền chỉ là 80% thôi. Như vậy đã giảm đi bao nhiêu phần trăm chúng ta dễ dàng tính được, phải không nào? Ta có bước tính cuối cùng, giá tiền của mỗi quyển vở đã giảm số phần trăm so với giá ban đầu là 100% trừ 80% bằng 20%. Và chúng ta cũng có đáp số là 20%. Các con hãy cùng cô nhìn lại hai cách giải. Các con thấy cả hai cách đều phải tính giá tiền của mỗi quyển vở trước và sau khi giảm giá. Ở cả hai cách này, chúng ta đều vận dụng bài toán tìm tỷ số phần trăm của hai số. Nhưng ở cách 1 là tính tỷ số phần trăm của số tiền giảm đi so với giá bán ban đầu của mỗi quyển vở. Còn ở cách thứ 2 là chúng ta tính tỷ số phần trăm của giá tiền mỗi quyển vở sau khi giảm so với giá tiền của mỗi quyển vở ban đầu. Và các con đều được đáp số là 20%. Cô chúc mừng những bạn mà có kết quả là 20%. Cô thấy nếu các chúng ta làm được kết quả là 20%, các bạn rất là giỏi. Vâng, bạn Hải, bạn có hỏi cô một câu là với bài này thì em có thể được làm phép gộp dần lời giải thứ 3 và thứ 4 được không ạ? Lời giải thứ 3 và thứ 4 có nghĩa là chúng ta sẽ gộp, mà bạn Hải đang nói về cách thứ mấy nhỉ? Cách thứ 3 và lời giải thứ 3 và thứ 4 bạn ấy làm gộp lại có được không ạ? Cô nghĩ là không nên. Bởi vì là ở đây chúng ta thấy là những con số rất là lớn. Nếu bạn Hải muốn là lấy 2.000 chia cho mở ngoặc, ở đây cô sẽ minh họa cái cách làm mà bạn Hải vừa hỏi
xem là chúng ta thấy là bạn làm như thế thì có được, có hợp lý không? Tức là bạn Hải sẽ gộp một phép tính là 10.000 trừ đi 8.000, đóng ngoặc luôn, đóng ngoặc mở rồi đóng ngoặc, và bạn ấy chia cho giá vở ban đầu là 10.000. Thì đây là một phép tính đúng. Tuy nhiên khi tính toán thì nhiều khi chúng ta hay bị nhầm lẫn, nên cô khuyên các con là chúng ta không nên làm gộp. Nhất là với những bài mà chúng ta làm trắc nghiệm mà chúng ta làm gộp như thế này thì rất dễ đưa ra một kết quả không chính xác, và như vậy thì chúng ta sẽ không được ghi điểm. Còn bạn nào thắc mắc gì nữa không? Dạ em thấy là có thêm câu hỏi thắc mắc của bạn Mai ạ. Bạn có hỏi cô là thưa cô, em có một bài như thế này thì cô có thể giải giúp bạn được không ạ? Bài này thì em thấy là hơi dài một chút thì cô chú ý lắng nghe nhá. Rồi. Số cây bạn cam. Chị Trang đợi cô một chút. Dạ, dạ vâng. Sẽ đến gần cái bảng này hơn. Dạ, số cây cam chiếm 30% số cây trong vườn. Cây cam. Cây cam là ứng với 30% số cây trong vườn ạ. Số cây trong vườn. Số cây táo chiếm 40% số cây trong vườn ạ. Bạn Trang đợi cô một chút nhé. Ở đây là cây táo sẽ chiếm là 40% số cây trong vườn. Và câu hỏi của đề bài là chúng ta hãy tính tỷ số phần trăm của số cây cam và số cây táo trong vườn ạ. Rồi, các con hãy nhìn vào bài toán mà bạn vừa hỏi. Thứ nhất là chúng ta không biết là ở đây mỗi loại có bao nhiêu cây. Nhưng mà chúng ta lại biết là tỷ số phần trăm của từng loại cây so với một cái thành phần chung, đó là số cây trong vườn. Như vậy, để tính tỷ số phần trăm của số cây cam và số cây táo, chúng ta có rất nhiều cách. Cách thứ nhất, như cô vừa nói ở trên, và có một bạn đã hỏi cô là liệu có một cái phép tính mà giữ hai số phần trăm hay không? Thì các con chú ý, các con chú ý là chúng ta sẽ lấy 30% chia cho 40%, bởi vì ở đây hai số phần trăm này đều so sánh với số cây trong vườn, nên chúng ta sẽ được thực hiện phép chia hai số phần trăm này cho nhau. Và để thực hiện phép chia này thì chúng ta sẽ đổi ra phân số là 30/100 chia cho 40/100. Bước này chúng ta nháp ở bên ngoài và chúng ta sẽ được một kết quả là 75%. 75%. Cô còn mách các bạn ở đây có những cách giải khác nữa. Ở đây chúng ta có thể coi là trong vườn có 100 cây, giả sử như thế, trong vườn có 100 cây. Trong vườn có 100 cây. Thì tôi giả sử như thế mà số cây cam thì chiếm 30%, như vậy số cây cam sẽ là 30 cây. Cam sẽ là 30 cây. Đây là cô giả sử. Và tương tự như thế, cây táo sẽ có là 40 cây. Theo cái tỷ số phần trăm mà chúng ta vừa nêu. Và chúng ta sẽ tính được ngay tỷ số phần trăm của cây cam và cây táo. Ta sẽ lấy 30 chia cho 40. Và chúng ta cũng được là 75%. Em thấy ở trên fanpage thì có rất là nhiều bạn ra kết quả là 75% rồi đấy ạ. Bạn Cao Tiệp này, bạn Việt Long này và bạn Anh Sao, tất cả các bạn đều ra kết quả là 75% đấy ạ. Các con ạ, như vậy bài toán, quay trở lại với bài toán số 5 vừa rồi, đây là một bài toán cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay đấy. Vâng, và với bài toán về tỷ số phần trăm thì cô có những lưu ý nào dành cho tất cả các bạn không ạ? Với bài toán tính tỷ số phần trăm của hai số, cô vẫn có một lưu ý cho các con, đó là khi tính tỷ số phần trăm của hai số, chúng ta cần xác định số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất là số đứng trước, số thứ hai là số đứng sau. Và khi thực hiện tìm thương của số thứ nhất và số thứ hai thì chúng ta sẽ lấy số thứ nhất
chia cho số thứ hai. Và các con chú ý một điều nữa là chúng ta nhớ viết ký hiệu phần trăm vào bên phải thương tích vừa tìm được. Bạn Long, bạn có hỏi cô một câu hỏi như này ạ. Thưa cô, ngoài cách tính tỷ số phần trăm như trong quy tắc còn có cách tính nào khác không ạ? Vừa rồi cô giải cái bài toán mà tìm tỷ số phần trăm của số cây cam và số cây táo. Dạ. Theo một cách khác, đó là giả sử trong vườn có 100 cây. Tuy nhiên là cái cách đấy không phải là lúc nào cũng có thể giải theo cách đấy, và trong những cái trường hợp đặc biệt thôi. Hoặc là còn một cái trường hợp nữa, ví dụ như là chúng ta có thể, khi chúng ta tính tỷ số phần trăm của 1 và 2 thì tôi không tìm thương dưới dạng số thập phân, mà cô sẽ đưa về phân số là 1/2. Và chúng ta biết là tỷ số phần trăm là cách viết khác của một phân số có mẫu số là 100. Vì vậy cô sẽ đưa cái phân số này thành phân số có mẫu số là 100, là 50%. 50/100, và cô viết luôn được là 50%. Đó. Nhưng mà không phải là trường hợp nào chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Khi chúng ta chuyển được về phân số thì chúng ta phải đưa cái mẫu số này về mẫu số bằng 100 thì chúng ta mới sử dụng được cách làm này. Còn thông thường thì chúng ta vẫn áp dụng theo cái cách lưu ý mà cô vừa mới dạy các con. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Cô có thể lấy cho các bạn thêm một số những ví dụ về ứng dụng tính tỷ số phần trăm trong thực tiễn có được không ạ? Tính tỷ số phần trăm trong thực tiễn thì có rất là nhiều, và cô cũng đã lấy với các con rất nhiều những cái bài toán mà chúng ta vừa làm đều là những bài toán có ứng dụng trong thực tế. Và cô lấy thêm một ví dụ nữa nhé. Ví dụ như là chúng ta hãy đóng vai trò là một người gieo trồng đi. Chúng ta muốn trồng một cánh đồng hoa hướng dương. Thì trước khi gieo trồng thì bao giờ cái người chủ của cánh đồng đấy, người ta cũng sẽ khảo sát cái tỷ lệ nảy mầm của hạt giống. Vậy thì người ta sẽ làm thế nào để khảo sát được tỷ lệ nảy mầm của hạt giống? Bởi vì là khi khảo sát tỷ lệ ấy, nếu tỷ lệ nảy mầm cao thì người ta mới sử dụng cái hạt giống ấy. Còn nếu như tỷ lệ nảy mầm mà thấp thì người ta sẽ không sử dụng. Vậy thì người ta sẽ làm thế nào? Người ta sẽ lấy ra, cô lấy ví dụ như là như cô thì cô sẽ lấy ra khoảng tầm 100 hạt hướng dương. Sau đó cô gieo trồng và cô xem là có bao nhiêu cây được mọc lên. Và từ đó cô sẽ tính được tỷ lệ nảy mầm. Và từ tỷ lệ nảy mầm đó, cô sẽ quyết định là có sử dụng cái số lượng hạt giống đó hay không. Đó. Và sẽ còn rất nhiều những ứng dụng khác các con có thể tìm hiểu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Em thấy thì tỷ số phần trăm ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như là trong lớp học mình có bao nhiêu là tỷ số nam so với cả lớp, hay tỷ số nữ so với cả lớp, hoặc là so với cả trường, đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Hoặc là những cái bài về tính tỷ số phần trăm của từng loại điểm như cô vừa nói ở bài tập vừa rồi. Đấy cũng là một ứng dụng. Dạ vâng ạ, cô có thêm bài tập nào để cho các bạn về nhà luyện tập thêm không ạ? Bài tập về nhà về tỷ số phần trăm thì có rất là nhiều. Và trong bài toán ngày hôm nay thì mục đích của cô cũng là giúp các con ôn tập lại cách tính tỷ số phần trăm của hai số. Và cô mách các con là các con có thể làm lại tất cả những bài toán về tỷ số phần trăm với dạng bài là tìm tỷ số phần trăm của hai số. Trong sách giáo khoa của lớp 5 rất là nhiều dạng bài. Các con hãy cùng nhìn lại với cô những cái nội dung mà chúng ta vừa ôn tập. Chúng ta có ôn tập hai nội dung, ôn tập khái niệm về tỷ số phần trăm, ôn tập giải toán về tỷ số phần trăm. Và ở đây các con lưu ý về cách tính. Còn hai dạng toán khác là tìm giá trị phần trăm của một số và tìm một số biết giá trị phần trăm của nó. Cô sẽ hướng dẫn các con ôn tập ở một tiết học khác. Vâng ạ, ngày hôm nay em rất là cảm ơn cô Bích đã mang đến bài học rất là bổ ích cho các bạn. Và cô có thể là tóm gọn lại cho các bạn một cách khái quát nhất về bài học ngày hôm nay chúng ta đã học được những gì không ạ? Bài học ngày hôm nay chúng ta đã ôn tập được khái niệm về tỷ số phần trăm và ôn tập giải toán về tỷ số phần trăm. Trong đó chúng ta ôn tập dạng bài đó là tìm tỷ số phần trăm của hai số. Và các con nhớ cách tìm mà cô đã vừa hướng dẫn ôn tập cho các con. Và các bạn học sinh, chúng ta hãy về nhà làm bài tập luyện tập phần này thật là nhuần nhuyễn nhé. Và các bạn đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong 5 khung giờ chính: 8 giờ, 9 giờ, 14 giờ, 15 giờ và 16 giờ hàng ngày trên các kênh VTVCAP 7 và VTVCAP 22. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cô chào tất cả các con.